Sao? Em thấy ổn không? Anh tìm được nhà này lúc nào đấy? Khu này mới xây, vị trí ở giữa nhà mình với trường học, gần cả nhà ông bà nội nữa. Nhà nào là nhà mình? Bây giờ phải gọi là nhà em với cả nhà anh chứ. Ok, nhà anh và nhà em. Đồ đạc anh mua đầy đủ rồi, cả đồ chơi cho voi nữa. Còn đồ cũ thì cứ để lại bên nhà, thi thoảng cô cậu sang có cái chơi. Với lại anh muốn căn nhà vẫn có cảm giác như cũ. Cảm ơn anh. Em thật lòng cảm ơn đấy. Cũng như là thật là mong anh sẽ hạnh phúc. Lạ thật. Mãi đến lúc chia tay, anh mới cảm thấy đây là lúc mà chúng ta gắn bó với nhau nhất. Lúc em nộp giấy tờ xong xuôi, em nói chuyện với bố mẹ em, hai anh bà cũng sốc lắm. Nhưng cũng nhờ anh về nói chuyện nên bố mẹ em an tâm, để đỡ lo lắng hơn. Cảm ơn anh. Ê, biết gì không? Cách đây 7 năm em cũng nói một câu y hệt khi mà anh về hỏi cưới em đấy. Sao nhớ dai thế? Tính ra bọn mình đi được một vòng rồi đấy, nên là bây giờ quay trở về điểm xuất phát. Anh được quay trở lại mối tình đầu của anh, còn em quay trở lại cuộc sống tự do trước khi gặp anh. Cũng đúng là quay về điểm xuất phát. Ừ. Nhờ có voi ấy, mà 7 năm qua của em cực kỳ đáng giá, cực kỳ xứng đáng. Cho đến thời điểm hiện tại ấy, em không hối hận bất cứ điều gì cả, kể cả cuộc hôn nhân giữa chúng ta. Anh cũng thế. Về voi, anh không muốn cuộc sống của cậu đảo lộn nhiều. Thế nên chúng ta không là đồng minh của nhau nữa. Anh mong em sẽ coi anh là một người bạn thân. Được chưa? Được. Nhưng mà thân thế nào á, cũng phải để ý, để tránh những hiểu lầm không đáng có nữa. Gớm, sao phải rào kỹ thế? Sợ cái anh chàng mối tình đầu kia hiểu lầm à? Em là em sợ cô nàng 10 cân của anh đấy.